Hai xin tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người. Mọi người đến với kênh Thịnh Gang TV. Nói chung là như thường lệ thì nay mấy đứa có ý tưởng gì quay clip cho bạn xem không? Thấy chẳng không? Đi nãy gì? Tính tàu, mình thấy nhiều. Ai làm quay đậm được? Quay về tới thời đi tắm mưa. Đâu đứa nào có ý tưởng nào? Cánh gà chiên nước mắm mình ơi. Em anh Thịnh. Sinh tồn hả? Trời mưa đi sinh tồn bà ơi. Biết lạnh không? Không. Lát hồi á, ganh ganh biết gì không? Đang sinh tồn á. Hả? Không ai bà, chụp hình đó. Bà, đen nuôi, đen nuôi. Còn ý tưởng nào khác nữa không? Đi tắm nhiều. Ăn uống á, được á. Trời nè. Mà ăn uống nghe. Mì gai. Đi gặp, đi gặp. Anh có bạn bỏ cái làm sao máy tính em có bằng cả hacker sẵn nè. Trời, có mang mấy em luôn. Ủa anh Khánh, bữa cái mặt anh chưa rửa mũi hay gì nữa mà anh ăn mì cay đó anh Khánh. Ủa anh đâu, vậy là có serum lo hết trơn rồi. Anh ơi, quan trọng là có tiền hay không thôi. Quan trọng hả? Là... Tiền anh Khánh bao la. Tiền bao la nữa thì bao dây còn anh. Còn có 20,000 cũng lấy ra đúng rồi. Nhiều quá. Như là... anh còn. Nhưng hồi sáng còn 20 là mua bánh thôi. Không, anh là vô chánh em giờ, mấy anh em cũng quay gì nè. Tồn đi. Thôi quay trò chơi đi. Trời mưa quay trò chơi vui lắm á. Trời chạy té. Chạy té dập đít luôn. Vui. Té vui lắm. Thấy ở đây có gì để chơi không? Thì cái trò dân gian mà đi trên cái cầu tre. Trời ơi. Té cái đó, khỏi. Té cái đó nào khỏi. Té cái đó chừng đau hơn. Thôi về khỏi ngồi khỏi ngủ luôn. Đặt đít xuống cái nhảy luôn. Chị Lan. Xin lỗi. Mấy mình chơi trúng tiệm đi anh. Trúng tiệm hả? Trúng tiệm. Đâu? Tiệm đâu? Thấy đây có tên nào trúng không? Chuyện gì khó đâu, có chi ba chi lo. Đâu ra vậy? Rồi. Thôi em chỉ cho nè. Em có chỗ này nè. Có chỗ gì? Chỗ này là chỗ gì? Chỗ này là chỗ gì? Đây là đây khu bạn giờ mình đi trốn đâu, thế đâu được, bay ổng được trên mặt đất dưới mặt trời các bạn. Nói tiếng là nó đụng xong rồi. Anh Khánh là con ông trời mà. Thôi không dám đâu, đang mưa á, không dám đâu. Quay lại nè, hôm nay đông đủ không? Nè em mới nói nó trốn tìm gì ai nói đâu? Dạ em. Đây em nữa, em hay đổi rồi. Ủa? Ừ, gương mặt xảo trá. Trốn tìm hả? Dạ. Nay nhiêu người ta? Tám người. Tám người. Hai, bốn, sáu, bảy, tám người. Sao hả? Tám người anh Thịnh đó là chín. Mười người. Ủa? Mười. Hai, bốn, sáu, tám người. Gì mười người? Anh đếm em, anh đếm bàn chân hay gì? Không. Không có. Chín người à? Không có, con mắt anh thì chín. Mười sáu người. Đếm nhép đi. Cái này nó xạo. Lát trừ luôn anh Thịnh đi. Trừ luôn nó được. Em mới mua vé trừ danh nè. Dễ nhẹ đậm dữ vậy anh. Dễ đậm nhất vô nhận rồi, hình như cháu có một mà. Để canh tối qua gặp bên Mỹ gì mới vào vậy chơi hôm nay em biết hơi biết rồi. Không mấy giờ đi hàng cười rồi, hôm qua anh mới lấy. Còn đi ngủ. Ờ, cái này tôi tin chắn chắn rồi Lam. Tôi phải vô đi đâu ơi. Tại vì sáng giờ tôi ngủ tôi mới dậy anh em. Mới ngủ dậy sao ngủ được nữa, phải ngủ chắc rồi. Nói là nghe. Tôi đang mệt, tôi thấy ngủ. Bây giờ tôi vô tôi nằm, tôi ăn đùng, tôi ngủ được nữa nè. Không bị ta. Quay lại đi Thịnh ơi. Quay lại. Thôi giờ chúng tìm đi Thịnh. Chúng tìm hả? Tìm. Ai có chỗ không? Em có nè. Em thì bao la luôn. Em nợ gì bao dây. Em nợ anh. Em nợ anh. Có như nào? Chơi đúng rồi. Hai lần rồi đó. Đâu có mà. Chơi đâu? Thấy trời đang mưa không? Đây có trường hợp không? Đây có trường hợp có quan Thịnh. Gì? Đây có trường hợp có quan. Có nữa hả? Có. Để làm gì? Chà, cô mụ à. Mình đi trốn mà coi coi rằng là mình là cái gì? Mất tiêu luôn á nha. Thịnh cứ là đi 8 hay 9 không? Hả? Mình đang 9 người mà. Đang 9 người á. Đi 9 nhà 10. Đi 9 nhà 10. Đi 9 nhà 10. Thôi, gì dữ. Có chỗ hả? Có. Ở đâu? Ở bên trên mặt. Trên mặt tay bóng này 50k. Nói chứ ở bên Hai Vũ và anh Thịnh. Hai Vũ ở đâu bạn? Ê, Hai Vũ đúng rồi mày. Anh Hai Vũ. Đúng rồi, trên Hai Vũ Khánh biết nè cái trường học á Khánh. Ừ.
Bà có chỗ không? Có. Làm gì vậy, làm gì? Mình chơi trốn tìm. Trốn tìm. Tìm hả? Đúng rồi. Được không? Được. Trốn trong nhà quan. Dạ. Trường học Bảo Quang chứ không phải nhà quan. Nhà Bảo Quang luôn hả? Chà, dạ, có bộ đã nha. Em leo đốt nhà em trốn. Phải kiếm không? Trời ơi, bà biết leo đồ không mà bà đặt khung dưới hả? Trời ơi, sao không trời? Vậy chốt ha. Trời chốt, let's go, đi chạy gì nè. Chốt không, chốt không? Chốt. Chốt hết nha. Rồi, chốt. Chốt, đoạn giờ thì let's go. 15 minutes later. Nói chung là mấy anh em đã tới chỗ trốn tìm của trường học quan ở phía trong rồi nha các bạn. Chỗ này cũng là chỗ cắm trại trước mình cắm trại luôn nè. Rồi chỗ xếp tên đây chứ. Đúng rồi, xếp con tên đây chứ. Nhắc nhắc mấy anh em nha anh Thịnh. Hả? Tại vì chỗ này đang có karaoke thì mấy anh em mình nói lớn tiếng lên. À đúng rồi. Để rồi em leo lên cây cho nó. Em sẽ la làng nha. Anh không biết chứ hồi em chốt cho nó nhà. Giờ mới cạp đi, giờ mới con. Nói cho anh biết chỗ trốn, hổng trốn nóc nhà cho anh á. Trời em chỉ chỗ mới quá nha. Mới dữ. Dữ rồi luôn á. Lát em đi về. Để về ngoài nè. Ở đây mình có nhà bao nữa không? Đã có. Mình trốn ngủ luôn. Trời ơi. Có chân tiền trong đội không? Dạ bạn em xét bên. Có chân tiền trong đội không? Muốn chân đội chọn ai? Ủa nó khảo rồi. Mình 50 nha. Thầy đứa 100 á. Nói chung là này thay đổi xíu. Anh nói thì tao cá mà nằm trong lưới rồi thì bắt ơi nhiều cá nằm trong hơn dạ, giờ tao nói cá nằm trong lưới mày chịu không? Không giờ anh về đó bây giờ mày đi bắt mà mình đừng nói Thịnh không cho anh Giang nha, tụi em đi kiếm là anh không không được về trốn về đó cá này mà lắc bao nhiêu khóa luôn anh mình lên nóc nhà anh nằm ngủ cho nó rồi anh Thịnh chắc là anh Thịnh là tám đứa em đi kiếm anh Thịnh chưa chắc đó đổi ngược tình thế mà trời ơi anh nghĩ sao anh chạy xíu anh Thảo rồi ủa chúng tìm nó còn chạy đâu trời ơi anh tự nhiên con chó gì đó rồi anh trốn anh thấy anh luôn rồi sao thấy trời sao bây giờ chơi luôn đi nó nhiều quá đúng rồi. Anh có gì thì làm mẹ đi để tao thấy thấy là dạ anh đúng vô lẹ đi để tao thấy đó đúng vô chế ý là cái kia kìa 15 tuổi cũng được rồi. Lại. Trời, anh làm không ai thấy luôn, trời ơi. Không phải hết nha. Nói nha. Bây giờ vô anh trốn thiệt không? Thì anh đi trốn mới đi kiếm á. Bây giờ vô lúc đâu mặt mẹ có cái gì không chứ? Bình thưởng hả? Đúng rồi. Bánh đi. Bình thưởng gì ta? Những con người ham vật chất. Những con người, những gương mặt ham vật chất. Không, không ham nãy kêu bỏ túi gì bỏ vậy. Mày đang phải không? Mày đang không thấy không? Đâu gà nữa à? À bữa nay mà ship thắng tụi em đúng không? Em cho cái này là 1 triệu dành cho ship tại vì nó có 3 lần tự cho nha. Nào. Cho giao đó. Ê. Thắng là cho em cầm đi về nha. 1 triệu. Cầm đi về. Nói chứ miễn sao bồ hào được nha. Anh Thịnh đi biết vậy không? Bồ hào mới chịu à. Bồ hào mới chịu à. Hết trời ơi là chung rồi. Thôi giờ chia đội Thịnh ơi. Anh Thịnh. Rồi hả? Thôi chơi chung gì cho mới vui. Anh Thịnh đi biết là giải thưởng lấy gì đó. Cái gì? Một nồi trà sữa. Có gì mà. Thôi nữa mày thôi, dẹp đi, dẹp đi, dẹp đi. Nói chung là vậy hỏi về tí nữa cuối clip biết à. Đúng rồi. Dạ. Giờ vô trong kiếm chỗ ấy. Ăn khoan hả? Ủa anh khoan. Khoan khoan tao quên. Thời gian là trong vòng 10 phút đội nước sẽ đi kiếm. Đúng không? Trong vòng 10 phút đội nước làm nữa làm. Ăn ngủ nghỉ vậy. Nó làm đúng không? Vòng 10 phút là đi kiếm anh. Ok à. Vô mấy à. Ờ giờ thì lết vô. Thì mấy anh em mình sẽ đi tham quan xíu nha các bạn. Này cũng biết cảnh nè, biết chỗ này rồi. Nhờ mình giờ đi lại. Ủa bây. Hả? Em dán quá. Sợ ma hả cưng? Ê, từ từ, từ từ. Ủa, quần quốc nhật đâu đây vậy? Hả? Quần quốc nhật hả? Quần nhật nè. Trời, đi ở hôn hay vậy? Từ từ, từ từ. Đi quần đi hôn em. Ủa, không phải luôn. Sao, sao em biết ai vậy? Tại vì em thấy Nhật Bận. Em thấy Nhật Bận nha.
Ok, anh em sẽ đi review một vòng nha các bạn. Thì nói chung là giờ mấy đứa kia đã chia ra để nói chung là chờ 10 phút mà đi kiếm mình các bạn. Nói chung là ở trong cái trường học quan này nó có hai giải trưởng bạn. Ở phía bên kia là một giải, còn bên đây là một giải mà hiện tại mình đang ở bên giải này nha. Tại em nãy mình thấy tụi nó qua bên kia hết trơn rồi. Nói chung là nay đây là cái chỗ mà mình thường xuyên các bạn để ý là cái lý trước là mình có quay một clip cắm trại 24 giờ. Rồi nó xem tên nữa bạn. Tỷ đâu chỗ mới nhờ danh chỉ chỗ cũ. Mình sẽ review biết mình kỹ gì la quá trời luôn. Mình sẽ review xung quanh cái ngôi trường này nha bạn. Nói chung là bữa chơi hôm nay muốn giờ mình chưa có sơ lược về trong đây. Chúng mình đang tiến trong cái phòng này nè. Cái ghế ngủ bóng đèn, nói chung là trường hơi xác lắm bạn ơi. Cũ lắm rồi. Đây là cái gì ta? Tập tinh học cấp đấy thì chắc trường cấp 2 bạn ơi. Tập dở gì còn quá trời luôn. Mình ghê quá bạn, người ta có bạn cái này. Mất sao đồ chứ chắc mình nghĩ là gia đình chắc có người vô phơi đồ kia đó. Chung là vô đây khá ớn nha các bạn. Mình hơi thẳng xuống lưng. Đi mấy cái đường dây điện. Cái gì la quá trời bạn ơi. Đường dây này phải cắt hết rồi ơi. Xung quanh toàn là cây cối cỏ này kia không. Mình không để vậy xinh rồi. Bây giờ nó nhiều view đèn hồng bên đây thử coi. Coi chú ý cái chỗ nào mà anh Thịnh dễ trốn á nha. Mở quạt lên hả? Không biết sao luôn hả? Trời khủng. 2, 3 chụp hình nha, chụp cho nó hình các bạn. Rồi. Trời cái thằng nào qua đây hả? Làm trò gì vậy mày? Trò gì đó. Đây sẵn sàng nha các bạn. Anh Khánh top những người bị liệu, top 1 kiểu như top 2 liệu phụ nha. Kiểu đen chứ kiểu dưới vậy. Nói vậy thì trời, tao mới làm. Làm gì hả Hảo? Đây. Đây. Mấy này tình tứ quá các bạn. Đi quay mà ăn cơm chó rồi cũng ngon thôi. Đây sẽ sao các bạn. Kia nè, mốt phải rủ anh Thịnh quay 24 giờ ở đây. Thôi nhé luôn. Ủa, cái gì vậy? Cấp 1, con sợ nó. Sợ nó lắm. Sợ nó hả? Lam, sợ không Lam? Sợ hả? Làm gì vậy? Từ để coi đồng hồ cái giờ để canh giờ nãy anh Thịnh nói là bao nhiêu? 10 phút hả? Bây giờ là 11:46 rồi các bạn. Thì bây giờ tới 56 là mấy anh em bắt đầu kiếm nha. Đi giờ mình đi tham quan trước một vòng đi. Anh Khánh để em liếu nhẹ cái. Trời đám đen dữ trời. Chưa đụng tới cái chỗ nữa. Hả? Đây tủ đồ nữa nè. Có cái khăn cửa màn của ai, nói chung là nó cũng như cái mấy cái hồng nãy mình đi thôi. Rồi mình nghĩ này là trường cấp 1 cái gì mà cấp một bây giờ cũng bỏ quen lâu rồi. Chung là trường nghe nói là trường cũng rộng, khá rộng mà sân nghề chi cũng rất nhiều. Bên đây thì cũng không có gì hết, liền mấy tập vở cũ kỹ gì kia thôi, không có gì hết trơn. Vì điện người ta cắt hết rồi bạn ơi. Tranh vẽ của mấy học sinh đang để lại nè. Mấy bóng đèn này thấy tháo xuống hết rồi. Này bên hông của cái trường nha bạn. Cặp bên hông như cái bồn. Đây như cái bồn nước gì nè. Hãy thấy nha, mình ngay mình trốn nữa nha. Có khi nào đáng Thịnh trốn lên đó không? Hồi đó anh học xong anh bỏ lại á, cú cấp anh bỏ lại á. Bao nhiêu bao đi học? Anh nói bụng ngủ đúng không? Đúng rồi. Nói vô là
Ngủ luôn hả? Ngủ luôn hả? Ngủ luôn á, thôi mẹ chanh ngủ. Dơ dơ đó Phụng. Dơ. Đây còn đó, đi luôn nha. Đừng có bỏ nha. Đi tắt đi. Đi ở ngoài. Đây nó nhà quá vậy. Ờ thì tao nói sợ lát là Thịnh lên trên đó trốn mấy các bạn. Không. Gì? Thì mình leo lên xíu anh chứ sao giờ? Anh nguy hiểm lắm. Mình hú hú. Trời trời Phụng. Phụng ơi mà con gái nó xe. Phải là hổng kha mới được. Hổng kha cái mạnh nó hay vậy? Đúng rồi. Rồi đứa đánh bằng quyền đứa 50 hết lẹ liền. Gì không? Mộng gì? Mộng gì? Mộng lèo quá chứ đó. Không, anh Khánh là mộng Khánh nha. Tao mộng mơ đó chứ mộng Khánh gì. Nói chung là dạo này mấy anh cũng mấy bạn cũng khá tụi sách tem của mình đúng không ạ? Nói chung là người ở ngoài thì cũng không để người trong cuộc nữa ơi. Chỉ có mấy anh em mình chọc tem mình mới hiểu được thôi. Đây đó, bên hông nghỉ trường các bạn. Để mình qua cái khúc này xin thử coi chỗ giống không. Nói chung là mình nói thì nói ở đằng nào thì các bạn cũng không tin là mấy em không đoàn kết này kia cũng dùng khó lắm rồi. Tại vì người ngoài lề thì chả phải người trong tay mình đâu có nhìn thấy được tình cảnh này kia đâu. Thì vậy cố gắng giải thích mấy em mình lên tiếng nói nhất là các bạn cũng mặc niệm về một câu nói hoặc là một quan điểm của các bạn thôi chứ đâu có thay đổi được đúng không? Nói chung là mấy bạn hiểu gì cần góp ý gì cứ bình luận dưới thì mấy em sẽ sửa đổi thôi. Tại vì là vậy xin nè. Nhìn ghê quá. Đây bên hông cạp bên hông nhảy xin để mình qua đây hứa có gì không. Ui đây là rất dép. Cạp bên hông nhảy xin nghe nổ quá ông mọi người. Ghê quá. Đi mọi người. Quý chỗ này vô được không ta? Vô được thôi à. Quý chỗ này có gì không? Lắm rồi. Mình cặp cả đường sau thử coi. Nãy mình thấy đường sau có cái bồn nước à. Để giờ mình kiếm xe kiếm đường đi càng sao nha bạn. Đường nào quá đi ơi. Có chừng nha Lam. Ủa bà con sợ. Con sợ hả? Con đi theo anh nhật của con đi. Ôi em cũng sợ nha. Cái gì con đi theo anh nhanh của con đi. Ờ sao nó vậy? Vậy gì có. Mình nãy giờ bánh này mà sao anh Thịnh vô đây được? Té nhà là có chừng còn điện đó. Ở đây mình còn chỗ nào để trốn không ta? Bên kia còn một, bên kia còn một khu nữa phải không? Anh Thịnh á, anh Thịnh là hay núp trong bụi lùm lắm luôn á. Đi. Tôi nói vậy chứ các bạn, đi quay nhé. Chú ý ăn cơm chó. Nó no, nhà tao đâu ăn cơm đâu. No, đã không đói. Này cây nhìn cũng đẹp lắm, chiêu lắm mẹ. Ủa thôi đi qua bên đây review rồi. Nãy mình vô bản review, cái anh Thịnh đây chốt bên đây không? À không, vậy gì ồn ào sao anh nhắm lại. Giờ qua bên đây thử đi. Chút nào giờ mình đang ra cái đằng sau bên hông của trường nha các bạn. Đây, cặp người nước như thế này đối diện ngoài mặt đường luôn mọi người. Nói chung là để tụi mày mình đi kiếm chỗ trốn cái. Chung cũng gần 10 phút rồi các bạn. Để kiếm chỗ an toàn góp quyền nói chuyện với bạn các bạn xíu. Mọi đây mới mưa mọi người. Đi nước lúng quá lúng rồi. Đi kiếm chỗ mà bển mới được. Biết chỗ chỗ anh có chỗ trốn không nữa. Đây nè bạn. Cặp với cái đường nước luôn rồi mày là gì ta. Đây đồ sụp thuốc của người ta hay kia mà thôi. Mình không dám vô nữa. Để đi về nhà hay sao xuống cái hút đằng sau nhà xin thử. Rồi cái này leo lên. Nên cũng được mà không dám lại xuống. Mình nói chung sợ lâu cao lắm. Không gì dám leo qua đường chèo cao kia, không giờ dám. Đây thôi, thì là cặp xung quanh của bên trường nha các bạn, phía sau lưng. Phòng này cửa ấy rồi, này cây chuối quá trời luôn.
hình như mình nghe, hình như mình nghe nghe em tụi nó qua rồi, mình nghe tiếng rồi, ngoan ơi, mình nghe tiếng rồi, ngoan rồi, thôi để kiếm con này. Bên nhóm của mình đang hiện tại đang tiến vào đây bạn ơi. Đây dẫn anh em qua tới vùng này nha bạn. Trời ơi, mẹ nó này tơi. Nhà vệ sinh với tôi Khánh. Khùng cái gì vậy Vinh ơi, vô nhà vệ sinh. Đi thiệt, tôi bị nghiện cái đó bạn ơi. Dạ coi đi nè. Vô nè hào. Có chừng tá. Chỗ này trơn lắm nha, đi coi chừng tá nha. Ông ơi, ông. Hả? Nhìn cái chân của em nè. Cái chân của em có khác gì cái chân của anh rồi. Có vậy cũng giật mình nữa. Có vậy cũng giật mình nữa. Nói chung thấy mũi quá mấy bạn ơi. Mình nghe tiếng tụi nó đang tiến gần của mình đấy anh. Vậy hả? Mình nhốt mấy đứa vào trong nè các bạn. Gì dám cấm đọc. Ông dám làm gì tụi em? Nó làm gì đâu. Anh quẹo đi Dân ơi. Đã ha, đã ha. Nói chung là hơi rung xíu nha các bạn. Kiếm một người rất là dễ các bạn, nếu mà mò được là sẽ kiếm ra rất là nhanh luôn. Biết mình trốn sao biết tụi nó có gà vòng vào cái bụi sau lưng này không? Hiện tại mình đang trong cái bụi đằng sau gặp vệ sinh các bạn. Cũng có khả năng, lát họ mấy anh em đi. Chúng mình khá hơi cá vô cùng xíu nha các bạn. Còn đâu mình sẽ kiếm, nói chung là để mình bơi thử cái lỗ này mình chui vô được không? Được mình chui trong nút luôn nha bạn. Không mình sẽ kiếm chỗ khác. Giờ mấy em sẽ đi qua phòng kế tiếp nha các bạn. Thôi từ từ. Mấy đứa này để anh vô trước. Thử đọc anh đi trước, anh thử đọc coi có phòng có gì không. Rớt 2B nha các bạn. Làm gì có sợ. Làm gì mày? Hàng gì thấy nghi nghi nhưng thấy mấy đứa này mất tiêu. Trời ơi, phá mấy bạn ơi. Gì đó, làm gì đó? Chụp cho ba chị em anh tấm hình các bạn ơi. Cũng lịch này 7 năm. 2017 năm hả? 2017 thì... Đây 2024 rồi. Là anh Khánh ơi, vậy là cái trường này bỏ 7 năm hả? Ma ra hụt nhiên. Ủa, chụp gì chơi? Bạn chụp cho nó lắm hình nha các bạn. Đây, bây giờ mình quay xem một phép mà đây. Đây, phòng này không có gì hết trơn hả? Có dần có gắn nó nghe, mấy học này ghê lắm á nha. Mạnh, giật mình cưng. Ai vậy là còn có một giải cuối à. Anh ở trong này chắc rồi. Hình giải cuối chắc rồi. Anh xuất đầu lộ diện đi. Yeah. Ủa, ảnh nào? Anh chốt ngủ không? Ừ. Thì quên nữa. Nãy giờ quên nói mấy bạn nữa. Biết gì không? Nãy giờ đáng lẽ là mình cũng đang đi kiếm luôn đó. Lố giờ rồi. Ừ, lố giờ rồi. 7. Anh cho mình 10 phút, mình cho anh 10 phút á để anh đi trốn. Giờ mấy mình cũng đang đi kiếm mà còn gì nữa đâu. Thấy gì không? Trời ơi trời, Dân ơi Dân, gì Dân? Ê, mình có 3 mét để đôi, đừng nhảy. Đừng có ghẹo bạn. Thấy em nhảy ghê chưa? Em nhảy ghê hơn. Ghê. Nãy giờ anh chơi 3 mét để rồi, hay đôi nhảy bằng lên. Khúc là đủ rồi. Rồi lên được mấy tầng 2. Trời đất ơi là trời. Ủa, qua đây nè. Em mấy tầng 2 lên thì nó dài, cái đủ. Qua đây mình sợ có gắn ít quá các bạn, không dám đi ra các bạn. Có gâu găm kìa anh thấy. Mà Thịnh cũng không có ra mấy chỗ này chi đâu. Bảo đảm luôn, mình biết anh Thịnh lắm.
Biết sao mà với anh Thịnh không dám giao mà đó không? Sao ma? Anh Thịnh sao ma với anh Thịnh sao gắn. Đâu bạn? Nãy giờ đi mà không đi ta. Cái gì mà nhừ không mà trời? Còn chân không? Cái này chạy qua chạy lại nhiều lắm nè. Bạn có tin tưởng được không? Tôi dám đảm bảo bạn một câu luôn, anh Thịnh không bao giờ dám ra mấy chỗ này đâu. Sao bạn biết dám ra? Anh Thịnh sơ gắn với lại sao ma sao dám ra các bạn? Cái này nãy chắc anh Thịnh quên, anh Thịnh tính ra anh Thịnh sao không ra. Ông chị nào kìa cho nó. Đi giật mình mày. Đâu? Đi. Thịnh không dám ra đâu, bảo đảm luôn. Đợi anh mãi thì sao? Thịnh nói cho mũi này. Ê, có nhà xin nãy giờ mình chưa có với anh. Đi nhà nhà với xin. Bươi đồ vô trong cái bụi làm này nha các bạn. Rồi mình nói hết trơn luôn. Mình nói trong này nè. Rồi lấy cây mình dằn xếp lại cho anh. Mình cho anh thấy hết trơn á. Cái trình mình cũng sợ bị lỗ rồi. Cái nhắn kia chắc là ở trong cái nhà, cái trường bên hông mình chứ là để tìm thử làm sao thì kính với cái cửa đẳng. Các bạn nghe tiếng rồi có không? Nhất là ba mươi lần cây này mình mấy mình không còn gì luôn. Tinh thần đi ngồi chờ đợi nha. Chờ tụi nó ra rồi đó là nơi tụi nó bắt được mình. Nói chung là mình cũng thấy nghe tiếng các bạn ơi. Phải coi nhà vệ sinh nữa. Ở đây chỉ còn nhà vệ sinh thôi. Coi nhà vệ sinh kiếm bà Thịnh nha. Chuối, chuối, chuối. Nhanh. Lụm nhanh. Hấp chuối. Giống ngay lệnh gì vậy? Tay đen coi, coi con có anh Thịnh hả? Bạn biết sao không? Bạn tin tưởng đi. Tôi bảo đảm luôn, anh Thịnh sẽ gắn sờ ma, anh không dám ra mấy chỗ này đâu. Tôi cũng sợ anh các bạn. Lỡ mình đi tới đây rồi, mình bước cho luôn mà. Ê, con có ông. Trời, giật mình mà, khủng cái gì hả? Mấy mày làm gì đó, anh em giật mình mày. Nhanh. Rồi còn cái phòng cuối à? Thả nè, dâm luôn. Danh. Chị Thịnh không ơi. Đây là cha mình trốn kìa các bạn ơi. Cái phòng bên này mình khóa rồi. Cái kẽm khóa này các bạn ơi. Nhưng mà đi là mình sẽ thấy có dấu chân mình rồi. Không không không. Trời ơi trời ơi trời ơi. Tao sợ là giáo chừng nữa anh chạy gì bển á. Cái này tiếng hồ bển. Sao? Tôi mới lấy lại tôi. Cái này là cái ổ khóa nói lại. Ừ, cái ổ khóa. Mình nhìn giống sân cầu lông với anh Khánh. Chắc vậy cơ. Anh Khánh ơi, tại cái chỗ này chết đứt nở hoa luôn. Ê. Anh Khánh. Dạ. Chỗ nào vô đây không ta? Không có đâu, tôi mới không gắn chỗ không mà tôi không vô. Một cái nhà vệ sinh nha bạn. Tôi nói quay nha, nhà vệ sinh. Mới mưa sao hỏi sao không nằm mát. Vô. Nắng nha, nắng. Đi nè, đi kiếm nè. Ủa mà hồi nãy có nghe anh Thịnh nói phần thưởng vô mà. Anh nói là cái chầu gì đó không biết nha. Em nói. Từ từ để lại đây coi có anh Thịnh không. Thịnh là đồ cây. Tháng này ma ma và Phật lắm các bạn ơi.
Anh đi nghe đứng ngoài các bạn. Vậy đi chụp nó hết ta. Rồi, về đi đó, giữ mà chơi. Vậy kiếm được tôi. Tụi bay ha, ê ê. Trời ơi, ở nãy nghe đâu ạ? Nghe bên nhà vệ sinh này nè. Rồi lỡ anh vòng ra anh coi lại hay sao? Để em đi anh. Rồi, ra đi anh đi coi cho. Khó. Có lỡ anh cái nóc nhà không ta? Rồi. Cái cậy lên được không nhà? Cái cậy lên được á. Mình đi ra trước mình coi có lên cái nóc nhà không vậy? Chắc gió thổi rồi ha. Vậy mấy anh em mà bạn. A few moments later. Giờ mấy anh em đi qua khu bên đây kiếm nha các bạn. Qua cho cỏ. Mắc mèo kìa, thấy anh đi ba mắc mèo luôn. Anh là con trời không có sợ mắc mèo bọng gì trơn á. Trời nó hỏi xuống nó đánh lên nè. Ai ơi. Bay coi như không có tao đây gì bay. Cái này không được rồi các bạn ơi. Tôi thấy tình hình không được, tôi sẽ mét ship. Mét ship được. Mình mới vừa vòng ra đầu trước. Không.
Anh chỉ sợ mẹ thôi. Lớn già đầu nhưng mới sợ mẹ nha các bạn. Thả này nó thay phiên tôi. Có chừng té nha. Có chừng có miếng chai miếng bọng dưới chân nha dành. Quyết không để bỏ sót nha các bạn. Mới quay mày đó anh coi anh không thấy. Rồi anh Thịnh đâu chạy nãy giờ kiếm gọi luôn không thấy. Chắc anh thấy mình qua đây cái nước. Ê, mày coi đây có quán nước nữa không vậy? Hả? Ừ, anh mình ra quán nước, anh ngỏ nước rồi là trời luôn á. Mày coi nè, anh hỏi tao xe cổ, nặng lấy xe anh đi uống nước rồi không? Hả? Ừ. Đi, giờ mấy anh em mình đi kiếm chồng bụi cỏ rồi nè các bạn ơi. Hai đứa đâu ạ? Đi kiếm hả? Đi giải quyết tập sự. Dĩ Hào. Con dễ làm dốt chứ vậy. Trời ơi. Giống mày nữa rồi. Tự nhiên quay lại hưởng nữa trời. Mấy anh em bay chung cái lỗ tai hay vậy? Thằng này thì nãy nghe cái gì rõ. Em mở giòn quá. Trời mưa coi chừng gắt nha nhi. Gì? Lãng tại thì một thằng nghe chứ. Đúng rồi. Giờ sao hai nghe lẫn. Nghe cái gì mới được. Nghe tiếng nghe gãy á. Tay gãy sao trong tay gãy vô đây không? Đi vô với anh. Ủa mà bộ mấy nó không biết tin Thịnh hả trời, nghĩ sao trong mày rắn rứt trong Thịnh là dám vô mà. Ông không có khi nào mà anh dám đổi gió hết trơn á. Đây đâu có đường mà đi đâu. Đâu có đường đi. Ảnh đâu có vô đây đâu. Mấy đứa nó làm trò gì mà đó trời. Làm gì ông sùm. Làm gì á? Làm trò mèo gì á? Anh Thịnh ơi, anh Thịnh nè. Ờ tính làm đặc công hả? Đây. Anh em kiểu được Thịnh nha các bạn. Đã gió nào đưa anh vô đây hả? Công hết Thịnh. Mẹ anh Thịnh. Mẹ em tưởng gì nè. Anh sợ gắn đâu dám vô mấy chỗ này đâu. Ai ngờ anh vô đây luôn hả? Thì chứ. Anh ngồi nãy vô đây luôn. Ba tên đang giỡn không biết gì luôn. Tự nhiên cái đẩy đẩy em với Phụng chụp ác gì xong như bày đó. Thấy thấy Thịnh luôn đang chơi luôn. Đang chơi đó. Cái đứt em rồi. Vậy là cũng nhờ công mấy đứa hả? Em đang giỡn mẹ cái anh Thịnh. Mình à, mình em cũng đã kiếm được anh rồi thì giờ sao anh Thịnh? Có chầu không anh Thịnh? Giờ thua chứ sao nữa. Đây một tám đứa. Bây giờ phải bổ sung cho chứng chồng hồi trình lộn nãy em tay. Gì? Ăn hộp trình lộn mấy giờ? Giờ ta ăn lộn không? Không biết ăn. Em không biết ăn hộp trình lộn. Không biết ăn thì bây giờ ăn cho biết. Đúng rồi. Ở đây tám người. Vậy à, tám một chiếc hộp trình lộn. Đúng rồi anh Thịnh. Gì đấy chứng? Chuyện nữa chồng chứng. Ăn nổi không? Mỗi người 10 trứng mới đâu. Đúng rồi, mỗi người 10 trứng. Em ăn gì lý do gì? Tại vì xui. Tại vì thèm. Tại bữa giờ xui quá ăn cho bữa giờ xui. Xui quá chứ ăn có 1 trứng à. Không, em ăn chục trứng mới đủ. Chục trứng mới đủ. Ăn chục mới chẳng ăn trứng lẻ anh ơi. Nó lẻ đó. Mình tính ăn 2 trứng cũng chẳng mình Thịnh. Đúng rồi. Thì hồi heo anh đi. Thích ăn chục chục không mà, không thích ăn lẻ. Thích ăn sai hai rồi nó yếu quá. Chục trứng mới vừa. Nhưng mà anh chịu mấy em được không? Ăn không có nhiều đâu. Được. 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 Rồi, được chứ sao cuối tháng sụt sụt lại xíu. Trời ơi. Cái đó là ghiền, cái này là ghiền, cái này còn hưởng ghiền. Nè anh Thịnh, thôi anh kết thúc clip đi. Cũng chưa cho mấy anh em về nhà ăn nên Thịnh. Hôm clip luôn hả? Dạ. Cũng xong rồi mà. Trời ơi. Giờ thì clip gì anh? Nếu các bạn muốn mấy anh em mình làm những video gì nữa thì các bạn comment dưới cho mấy anh em mình biết. Còn bây giờ còn thì ai hiếu nha, có chừng chừng luôn nếu các bạn yêu quý mấy anh em mình hãy cho mấy anh em mình xin một like, một share, nhớ hãy chuông để cho mấy anh em mình.